Lại lên má. Từ từ từ, sắp xong rồi mày hối hoài. Rồi rồi chết chết mẹ rồi. Thằng ơi, má trốn đi, má trốn đi. Không được, không được đâu. Đây, qua đây đi. Má trốn đi hả? Không được đâu con. Đi má. Thằng, mở cửa. Kìa, cao quá, má leo không được. Rồi vô đây. Chặt quá. Chết má con ơi. Cố đi má. Chết má con. Anh Quang mà vào phòng tắm thì má ra nha. Má sợ quá. Thằng ơi. Anh. Sao lâu vậy em? Em đang tắm, cái vòi nước nó bị kẹt. Anh sửa giùm em nha. Chúc mừng sinh nhật diễm hằng của anh và mong em tha lỗi cho anh. Nếu em không tha thứ cho anh thì sao? Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua. Lỗi của anh không đáng để em giận mà. Chiếc nhẫn này hợp với em lắm đó. Đó vừa là lời chúc mừng sinh nhật, vừa là cách xin lỗi của anh. Anh không thể sống xa em được Hằng à. Chào em. Làm gì đứng đây con mình vậy? Đi chơi với tụi anh đi. Tụi anh hứa vui hết sảy luôn đó. Đúng không mày? À, chắc cô em muốn đi khách sạn với tụi mình đó. Đi luôn đi em. Ừ? Tôi đang bận. Tránh ra. Đi đâu mà vội dữ vậy em? Ở lại chơi với tụi anh đi. Nhìn cô em dễ thương như vậy mà đi chiếc xe đó đó hả? Cô em phải đáng đi SH, xe hơi. Vào khách sạn với tụi anh đi. Chỉ một lần thôi. Xe hơi nha. Cô em,
không đi chơi với tụi anh thôi, làm gì nóng giận dữ vậy hả? Má đó, cô em dễ thương đó, lần sau hả gặp tụi anh á không để yên cho em đâu nghe chưa. Đi mày, lần sau có tán gái nhìn kỹ nghe chưa. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Thank you.
Alo, con hả con? Má hả? Xong rồi má. Hả? Má lên liền. Mạnh liệt quá, trời ơi, hấp dẫn quá. Trời đẹp. Anh Quang, anh Quang à, anh Quang, anh Quang dậy đi. Anh Quang à, anh Quang, anh Quang dậy, anh Quang, anh Quang dậy, dậy đi, anh Quang. Thủy. Em đi ra ngoài, anh thay đồ rồi mình nói chuyện. Anh xong rồi, vô đi. Anh Quang. Em nghĩ là trong rượu có thuốc mê, anh đừng uống nữa. Em nói gì vậy? Em đừng có suy diễn. Nói cho anh biết tại sao em có mặt ở đây. Câu hỏi đó dành cho anh mới đúng đó. Anh ở đây với ai? Anh còn nhớ không? Đó là chuyện riêng của anh. Em buồn cười quá. Em biết là mình không có quyền, nhưng mà thật lòng á, em chỉ muốn giúp cho anh và Thanh thôi. Em là người bạn tốt, nhưng lòng tốt cũng nên đặt đúng lúc đúng chỗ chứ. Bây giờ anh có chịu nói cho em biết là anh lên đây làm gì không? Lúc này anh đang đau đầu, để lúc khác đi. Ủa, đâu rồi kìa? Em lấy bóp của anh hả? Bóp nào? Bóp của anh em lấy làm gì? Bóp của anh để trong túi mà. Ở đây chỉ có mình em à. Anh Quang, sao anh không chịu nhìn ra sự thật là Diễm Hằng lấy bóp của anh rồi bỏ đi, không nói một lời nào hết sau khi cho anh uống cái thứ gì đó rồi anh mê man? Em không thể hiểu được anh. Cô là cái gì mà đòi hiểu tôi? Tôi bị điên rồi. Tôi đang rất điên đây, cô biết không? Cô còn muốn gì nữa chứ?
Xin lỗi Thủy, anh không muốn như vậy. Anh Quang, anh đi đâu vậy? Anh đi tìm Diễm Hằng nữa hả? Cô để tôi yên đi, đừng đi theo tôi nữa. Anh Quang, anh phải bình tĩnh. Anh hãy cho em biết chuyện gì xảy ra, em mới có cách để giúp anh được. Anh không thể như vậy được. Thôi đi.